danh tính nữ đại gia chi 1,6 tỷ để sở hữu xe Vespa giá gốc 700 triệu. Vài ngày sau clip nhõng nhẽo với chồng trên TikTok. Cô gái Huỳnh Như đã sở hữu chiếc xe tay ga Vespa 946 Christian Dior mà nhiều người ao ước. Thông tin đang lan truyền. Huỳnh Như đã mua chiếc xe máy này với mức giá 1,6 tỷ đồng tranh 900 triệu đồng so với giá gốc. Ai cũng trầm trồ vì độ chịu chơi của nữ đại gia. Được biết. Nữ đại gia được nhắc đến là Nguyễn Huỳnh Như sinh năm 1997 hiện đang kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp. Theo chia sẻ của chủ nhân, đây là chiếc xe tay ga Vespa 946 Christian Dior thứ năm cập bến Sài Gòn. Ngay sau đó, Huỳnh Như đã được rước chiếc xe máy sang chảnh này về Bạc Liêu. Chồng Huỳnh Như từng cho biết, mình sẵn sàng bỏ ra 1,4 tỷ để mua Vespa 946 Christian Dior cho vợ nhưng thời điểm đó, chiếc xe máy đặc biệt này đã bị đội giá lên đến 1,5 tỷ đồng. Và con số 1,6 tỷ là mức sang tay hiện tại của Vespa kết hợp Dior. Trước đó, vào tháng 5 năm 2021, Huỳnh Như cùng chồng từng khiến giới yêu thích siêu xe xôn sau khi mua lại chiếc Lamborghini Huracan LP610-4 cực hiếm. Chiếc Lamborghini Huracan hiện đã được đăng ký lại biển số Bạc Liêu. Vợ chồng Huỳnh Như cũng nhiều lần tân trang màu sắc con bò tót nổi tiếng này. Ngoài kinh doanh, Huỳnh Như còn được biết đến thông qua các nền tảng chia sẻ video như TikTok và YouTube. Với những nội dung xoay quanh đời sống thường nhật hay chia sẻ công thức nấu ăn, Huỳnh Như đã nhận về được nhiều sự ủng hộ của khán giả. Trong các video, Huỳnh Như sẵn sàng rũ bỏ hình tượng sang chảnh thường thấy của các đại gia, khoác lên mình đồ bộ, dép lê, nón lá rất bình dị. Chính nhờ sự gần gũi từ phong cách ăn mặc, cách nói chuyện Huỳnh như được dân mạng hài hước gọi là idol giới trẻ, vốn dùng để chỉ các hot tiktoker. Ngoài chiếc Lamborghini Huracan LP610-4, trong bộ siêu tập siêu xe của vợ chồng Huỳnh như còn có sự góp mặt của dàn mô tô khủng bao gồm xe BMW S1000AA, Honda CB1000A, một chiếc xe bán tải, xe sang Mercedes-Benz. Cho đến bây giờ bộ siêu tập đã được bổ sung thêm chiếc Vespa 946 Christian Dior một chiếc xe hiếm mà không phải ai có tiền cũng mua được cũng có khá nhiều bình luận cho rằng việc bỏ ra hơn một tỷ để mua chiếc xe máy chẳng che nắng che mưa được là điều khá lãng phí tuy nhiên nhìn bộ siêu tập xe mà Huỳnh Như và chồng đã tạo được thì chiếc Vespa này cũng chỉ đơn giản là để thỏa mãn đam mê hơn nữa đối với độ hot của Vespa 946 Christian Dior như hiện tại rất có thể giá tiền để sở hữu xe máy sang chảnh này sẽ không ngừng tăng trong tương lai. Và biết đâu, 1,6 tỷ hôm nay lại sinh lời.